Ủa cái củ này có rửa không mẹ? Này là củ gì? Củ sen hả? Dạ rửa giờ làm sao ăn? Ngon vậy. Củ sen mới thấy luôn nè. Ăn nó giòn giòn nó còn ngọt ha. Không biết luôn. Không biết phải nói hôm nay biết tao biết ăn mà tao quên cái tên là sen kia thì tao nấu ăn. Mà củ này bà nội ăn rồi hả? Không biết luôn á, nãy giờ mấy mẹ con đổ ra nói trời ơi mẹ hai mua củ này củ gì vậy? Không biết luôn, để hoài luôn. Đâu bà nội gọt coi thử coi. Gọt đây nè bà nội, gọt vô thau luôn nè bà nội. Kệ nó đi, kệ nó đi gọt bỏ vô thau đi. Nè. Mẹ ăn chứ sao biết ăn chứ. Này chứ không biết ăn quá. Củ sen là củ là sen sen bông đâu á hả? Không biết phải sen không tao quên rồi. Còn tao nhớ củ sen là hành đồ ăn. Ừ. Củ gì lạ ghê luôn. Không kẹt cũng không biết luôn. À, củ năng không biết tao quên. Không, cái này đâu phải củ năng con biết. Ngọt nghe giòn quá ha. Mua gọt bỏ vỏ hết ăn chứ. Này chút rửa để đó ai có ăn gọt. Gọt sẵn nó đen. Để ai ăn. Giòn. Giòn hả? Ngon.